Nhắc đến những yếu tố làm nên sự thành công của loạt phim khoa học viễn tưởng Planet of the Apes, không thể không nhắc đến mô típ gốc độc đáo đã làm nên tên tuổi cho bộ phim. Đó là câu chuyện về hành tinh, nơi loài khỉ tiến hóa và có được trí thông minh vượt trội. Trong khi đó, con người ở nơi đây lại dần thoái hóa và trở thành thú cưng của nền văn minh khỉ. Thế nhưng, nếu như chỉ dừng lại ở một mô típ phim độc lạ nhằm mục đích giải trí, tên tuổi của Planet of the Apes sẽ không thể nào vững chắc theo thời gian. Xuyên suốt Planet of the Apes, chúng ta cũng bị cuốn vào những câu hỏi giống muôn thuở như: chúng ta giống loài gì? Chúng ta đến từ đâu? Điều gì khiến ta ưu việt hơn những loài khác? Rõ ràng, theo thuyết tiến hóa thì chúng ta cũng là động vật. Thế nhưng, chúng ta lại cũng không thuần túy là động vật. Rốt cuộc thì chúng ta là cái gì? Đó cũng chính là tiêu đề của bài viết được tác giả Nga Levi dịch và viết lại dựa trên bài viết với tiêu đề If we are not just animals, what are we? Của tác giả Roger Scruton được đăng trên tờ The New York Times. Trong video này, chúng ta sẽ cùng đi tìm hiểu quan điểm của tác giả về vấn đề giống nòi cũng như những suy ngẫm sâu hơn về sự tồn tại của con người. Trước khi bắt đầu thì chúng mình muốn lưu ý bài viết dưới đây được thực hiện từ những nghiên cứu và góc nhìn riêng của tác giả. Đội ngũ giám tuyển của Spiderum đã thực hiện một vài sửa đổi nhỏ trong bài viết để giảm thiểu những ảnh hưởng đến trải nghiệm tiếp thu thông tin của khán giả. Ngoài ra, ở cuối bài viết, chúng mình sẽ đính kèm một số bình luận bên dưới bài viết của tác giả Nga Levi đăng tải trên nền tảng của Spiderum để hoàn thiện thêm góc nhìn về chủ đề này nhé. Còn bây giờ thì chúng ta hãy cùng nhau bắt đầu bài viết này thôi nào. Trước khi đi tiếp thì Spiderum có một thông tin rất quan trọng cần chia sẻ với các bạn. Đó là talk show Em Út của nhà nhện Spiderum mới đây đã có màn debut và sẽ là điểm dừng chân tiếp theo cho những khán giả đam mê podcast. Talk show sẽ tập trung hoàn toàn vào việc làm podcast thông qua 3 show chính là Society, podcast dùng góc nhìn khoa học để lý giải thế giới với khách mời là những thạc sĩ, tiến sĩ có tiếng trong từng mảng. The Creator, podcast đào sâu vào hành trình và bí quyết thành công ở mảnh đất làm sáng tạo. Và thứ ba là A Bittersweet Life, nơi chúng mình chia sẻ những câu chuyện đắng cay ngọt bùi của cuộc sống để giúp người nghe cảm thấy yêu đời hơn. Link dẫn đến talk show sẽ được chúng mình để ở dưới phần mô tả và bình luận ở phía bên dưới. Còn bây giờ thì quay trở về với chủ đề chính ngay thế nào. Thần thánh hóa sự khác biệt. Các nhà triết học và thần học theo Cơ Đốc giáo đã phân biệt con người với những loài động vật khác bởi những yếu tố thần thánh. Tâm hồn theo quan niệm ấy là một nguồn sáng lấp lánh từ bên trong con người. Nó có thể tách rời bởi những thế lực siêu nhiên nào đó khi cơ thể bạn từ giã sự sống. Nhưng những tiến bộ gần đây trong di truyền học, thần kinh học và tâm lý học tiến hóa đã loại bỏ những ý niệm đó. Thay vào đó, các nhà khoa học tự hỏi điều gì thật sự làm chúng ta khác biệt với những loài động vật khác. Có một điều gì đó nằm trong bản chất của con người khiến chúng ta luôn cần tới một cách đối đãi đặc biệt hơn những nhóm loài khác. Hầu hết mọi người đều tin rằng giết một người vô tội là phạm pháp, nhưng giết một con giun vô tội thì không. Hầu hết đều cho rằng một con giun không có khả năng vô tội, không phải bởi vì nó luôn luôn có tội, mà bởi vì khái niệm vô tội hay có tội không áp dụng trong trường hợp của loài giun. Nhưng loài người thì có. Câu hỏi đặt ra là liệu còn loài nào khác cũng thuộc về kiểu này hay không? Những thắc mắc này vẫn tồn tại từ triết học Hy Lạp cổ đại cho tới ngày nay. Bằng hàng ngàn cách khác nhau, chúng ta vẫn cố gắng phân biệt loài người với phần còn lại của tự nhiên và xây dựng cuộc sống của chúng ta dựa trên đó. Chúng ta tin rằng con người có các quyền cơ bản và có toàn chủ quyền với cuộc sống của chính mình. Những kẻ sống bằng cách biến người khác làm nô lệ hoặc lạm dụng người khác đồng nghĩa với việc đánh mất tính người. Chắc chắn là có những nền tảng cơ bản cho niềm tin này, giống như việc có một nền tảng chung cho những truyền thống về tinh thần, nghệ thuật, đạo đức và luật pháp. Nếu, theo như niềm tin của rất nhiều người, một đấng tối cao như Chúa có tồn tại và Chúa tạo ra chúng ta bằng hình ảnh của người, thì đương nhiên chúng ta sẽ khác biệt với tự nhiên cũng giống như Chúa vậy. Nhưng hình ảnh của Chúa thực ra chỉ là một ẩn dụ cho một thực tế là chúng ta chưa đủ hiểu về con người. Đạo đức, món tiết kiệm quý báu của loài người. Một bộ phận lớn của triết học thế kỷ 20 được dành để giải thích câu hỏi làm sao để giải thích thực tế này bằng những thuật ngữ trần tục hơn mà không viện tới những tư tưởng tôn giáo. Khi hai triết gia người Pháp Sartre và Merleau-Ponty viết về Le Regard, cái nhìn, và triết gia người Pháp gốc Do Thái Emmanuel Levinas viết về khuôn mặt, họ đều miêu tả cách thức và con người khác biệt so với phần còn lại của thế giới. Wittgenstein cũng có một quan điểm tương tự khi mô tả khuôn mặt là tâm hồn của cơ thể. Loài người sống trong một ràng buộc lẫn nhau, mỗi người chịu trách nhiệm với nhau và với các đối tượng mà họ phán xét. Chúng ta không thể né tránh câu hỏi tại sao từ người đối diện. Quyền và nghĩa vụ được xây dựng dựa trên thực tế này. Và sau cùng, tự do bao gồm nghĩa vụ phải chịu trách nhiệm cho những gì chúng ta thực hiện. Các nhà tâm lý học tiến hóa lại kể một câu chuyện khác. Họ khẳng định đạo đức chẳng qua chỉ là sự thích nghi. Nếu các sinh vật cần phải cạnh tranh để lấy nguồn lực, trong dài hạn chiến lược hợp tác sẽ tốt hơn là ích kỷ giữ cho riêng mình. Tuy nhiên, những đặc tính hợp tác của cá thể sẽ được chọn lọc theo thời gian. Và tất cả những gì đặc biệt về tình trạng của con người có thể được hiểu theo hướng này. Kết quả của một quá trình thích ứng lâu dài đã mang lại cho chúng ta lợi thế không thể phủ nhận của đạo đức. Nhờ đó, chúng ta có thể giải quyết xung đột mà không cần dùng tới bạo lực. Phương tiện đạo đức kỳ diệu, bao gồm quyền và nghĩa vụ, công lý, sự ghê tởm, sự đánh giá, sự tha thứ, là món tiết kiệm còn lại của con người sau hàng thiên niên kỷ sống trong bạo lực và giao tranh. Đạo đức giống như một khu vườn đã nở hoa trên hàng ngàn lớp đất chôn vùi những xác ướp. Đó là một cơ chế tiến hóa mà theo đó loài người tồn tại bằng những mối ràng buộc cùng có lợi. Ngôn ngữ, cái tôi và còn gì nữa. Loài người không nhìn nhận nhau như cách mà những loài vật khác nhìn nhận nhau, đơn thuần như những thành viên của một giống loài. Chúng ta liên hệ với nhau không chỉ như những khách thể, mà như những chủ thể, những sinh vật tự xưng là tôi và gọi kẻ đối diện là bạn. Chúng ta hiểu về bản thân như ngôi thứ nhất, và bởi vì điều này, những bình luận, hành động và cảm xúc của chúng ta không nhằm hướng tới cơ thể của người khác, mà hướng tới từ ngữ và ánh nhìn của họ. Tóm lại, chúng ta có khả năng tự ý thức về bản thân và nhận thức về người khác như những cá thể có nhận thức độc lập. Thực tế huyền bí này được phản ánh ở mọi mức độ trong ngôn ngữ của chúng ta và là gốc rễ của nhiều nghịch lý. Ý thức cao về cái tôi đôi khi khiến con người mặc định mọi thứ về mình là đúng trong phần lớn trường hợp. Bằng việc xưng hô bằng ngôi thứ nhất, chúng ta đưa ra những nhận định về chính bản thân mình, trả lời những câu hỏi là tham gia vào việc lập luận bằng những cách khác so với thông thường. Hệ quả là chúng ta có thể tham gia vào những cuộc hội thoại dựa trên nền tảng khẳng định rằng khi bạn và tôi cùng nói một cách chân thành thì điều chúng ta nói là đáng tin cậy. Do vậy, với tư cách là những con người, chúng ta không giới hạn cuộc sống của mình trong thế giới tự nhiên này. Thế giới mà trong một bức tranh sẽ bị giới hạn bởi đường nét và màu sắc. Nếu điều đó là đúng, thì hẳn là triết học vẫn còn thứ để nghiên cứu trong việc hiểu hơn về con người. Triết học vốn vẫn luôn có nhiệm vụ miêu tả thế giới chúng ta đang sống, không phải như cách mà khoa học đã miêu tả, mà là thế giới hiển hiện trong những trao đổi đôi bên. Một thế giới được sắp xếp bởi ngôn từ, nơi chúng ta gặp gỡ những cái tôi của nhau. Và đó là những gì mà tác giả Roger Scruton cũng như dịch giả Nga Levi muốn chia sẻ qua bài viết Chúng ta không thuần túy là động vật, chúng ta là cái gì? Ở bên dưới phần bình luận, người dùng có tên là Prime Win cũng mở rộng thêm chủ đề đã bàn luận như sau. Việc phân biệt tính người với loài vật cũng như quan điểm về cái tôi xuất phát từ một cốt lõi duy nhất là con người muốn tìm ra ý nghĩa về sự tồn tại của mình. Như nếu chúng ta cũng giống loài vật thì liệu cuộc sống có ý nghĩa gì đây? Và đại loại thế. Sự chối bỏ này dẫn đến nhiều kết quả triết học khác, trong đó có niềm tin vào các chúa như một sự cứu rỗi cuối cùng. Còn về tính người, đó là một vấn đề phức tạp hơn vì mặc dù nói là có phạm trù đạo đức, nhưng khi bị đặt vào đám đông thì có một số đạo đức của cá nhân vẫn bị gạt bỏ, mặc dù vẫn là một nhóm người trong cùng xã hội. Nên là đạo đức của con người hay đám đông rốt cuộc cũng chỉ là sự ngụy biện, mặc dù đúng có phần là kết quả của quá trình tiến hóa cũng như bao loài vật khác. Nhưng cuối cùng thì chúng ta cũng chỉ muốn tự cứu bản thân mình mà thôi. Ngoài ra, phần bình luận của người dùng Dark Eyes cũng là một phần mở rộng đáng suy ngẫm. Vì comment này khá dài nên cảm việc các bạn hãy dừng video lại để có thể theo dõi comment này rõ ràng hơn nhé. Thế còn các bạn nghĩ sao về chủ đề này? Đừng quên chúng mình có để link bài viết gốc trong phần mô tả của video. Hãy ghé qua để thảo luận cùng tác giả Nga Levi hoặc comment ở phía bên dưới video này cùng chúng mình nhé. Cảm ơn các bạn đã xem hết video. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.